Hello, xin chào các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái cách chơi mà các bạn pro không muốn cho các bạn biết nhé. Ok, thì cách chơi của các bạn pro như thế nào? Thì đầu tiên là khi mà server mới lập vậy thì các bạn phải biết được cái khung thời gian nó ra server là bao giờ. Thường là sẽ là 0 giờ sáng như các bạn, nó sẽ ra một phát 5 server luôn. Thì các bạn lựa chọn cái server nào mà các bạn yêu thích. Đấy, một là từ 1 đến 5, hai là từ 6 đến 9. Kiểu như vậy thì bạn thích server nào các bạn chọn đi, bởi vì là 50 server đấy nó đều mới như nhau cả, nó ra cùng một lúc vào 0 giờ sáng luôn. Thì các bạn lưu ý server đó. Thì sau khi mà tạo nhân vật ở server rồi thì các bạn hãy vào trong cái phần nhiệm vụ, làm cho bằng hết ra bao giờ cái nhiệm vụ mà mở được con linh thú. Đấy, và linh thú thì các bạn phải reset ra được con ứng long trong 3-4 lần. Đấy, thì nếu như mà các bạn dùng tài nguyên các bạn reset ra được con ứng long rồi á, thì chắc chắn là các dân pro sẽ giữ lại cái nick đó. Còn nếu như mà nick nào mà không reset được thì các dân pro sẽ nhảy hết cho 50 server đi. Kiểu gì cũng có server mà nó reset ra được. Mình đã thử rồi, tầm 3 server là đã ok rồi nha, đã ra được con ứng long rồi. Và đối với dân pro á, thì họ chắc chắn là họ sẽ nạp nha các bạn. Đấy là mình phải chia sẻ với các bạn như vậy. Thì các bạn có thể không nạp cũng được, nhưng các bạn chấp nhận là chơi lâu hơn người ta nha, hoặc là chơi theo mấy cái cách mà mình đã chia sẻ ở những cái video trước rồi, thì các bạn xem lại cái series tiểu yêu tầm đạo là nó sẽ ra nha. Thì các bạn nạp đầu thì nó sẽ được cái kiếm này này. Cái kiếm này nó có công dụng là gì? Nhất là nó có 5% choáng. Cái thứ hai nữa là level của nó là level 80, phẩm chất của nó là phẩm chất cam, chỉ số của nó rất cao, và nó sẽ giúp cho các bạn đi mạo hiểm ở giai đoạn đầu nó rất là ok. Và đi mạo hiểm ok rồi thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian cho các bạn, kết hợp với cả con ứng long ấy nữa, nó xịt cho mình phát thì cực kỳ khủng khiếp luôn. Và khi mà có trang bị xịn rồi, các bạn lại đi làm cái nhiệm vụ trong phần đấu pháp này cũng hơi bị ngon luôn. Đấy, đặc biệt là kết hợp với cả con ứng long thì hơi bị xịn nha các bạn. Đây thì mình sẽ cho các bạn xem cái con ứng long nó đánh như thế nào nha. Mỗi tội là bạn đấy cũng có con ứng long mà tốc độ bạn đấy lại cao hơn mình rồi đánh trước, hơi căng. Rồi, còn cái chỉ số chơi như thế nào thì tí nữa mình sẽ chia sẻ cho các bạn là dân pro họ hay chơi cái gì nha, để các bạn có thể là tham khảo. Xịt đấy, con ứng long đánh rất khỏe nha, một phát có thể kết liễu được đối phương luôn. Tất nhiên là mình cũng có hơn một chút lực chiến, mười mấy ca lực chiến gì đó, do là mình vào muộn cái server ấy, phải sáng ngủ dậy mới chơi được, thế cho nên là cái bảng xếp hạng nó chưa được cao. Nhưng nếu như các bạn mà căn được đúng 0 giờ sáng vào server mới nha, các bạn chơi với đúng cái chiến thuật như vậy ấy, thì chắc chắn là các bạn sẽ đứng top bảng xếp hạng cực kỳ là cao luôn. Đấy là mình khẳng định với các bạn như vậy luôn. Thế cho nên là các bạn cứ để ý những hôm nào mà cuối tuần ấy, thứ bảy chủ nhật thì server nó ra, các bạn vào đấy chơi theo cái cách này thì nó sẽ cực kỳ là ngon lành cành đào nha. Và bên cạnh cái gói nạp đầu 25k đó thì chắc chắn là các bạn dân pro sẽ nạp thêm một cái thẻ tháng, bởi vì thẻ tháng thì sẽ có thêm 100 đào mỗi ngày, giúp cho các bạn có thể tích lũy đào chờ cây nó lên level nha. Ví dụ như là cái cây của bạn cần một ngày đó lên level thì sau một ngày các bạn cũng sẽ có thêm 100 đào, là nó sẽ ngon lành cành đào rất nhiều. Và sau này những cái cây level cao ấy nó sẽ cần vài ngày cơ, thì trong cái ngày đấy vẫn tích lũy được đào nha các bạn. Thì đến lúc cây nó lên level cao tỷ lệ ra nhiều rồi, thế lúc đấy xả đào nó rất là ok. Tiếp theo nữa là nó sẽ có cái tăng tốc chặt cây và bỏ qua phần quảng cáo. Cái quảng cáo này rất là quan trọng khi mà chúng ta nâng cấp này này, thì cứ 2 tiếng là nó sẽ giảm thời gian. Và nếu như các bạn xem quảng cáo đây nó rất là mất thời gian đúng không, thì các bạn ấy tiết kiệm thời gian bằng cách là ấn vào đây một phát là sẽ không cần phải xem quảng cáo, mà nó sẽ lập tức giảm cho các bạn 30 phút luôn. Và cái mà giúp cho các bạn tăng tốc chặt cây nữa trong phần tự động này này, tăng tốc chặt cây luôn. Bây giờ mình sẽ mở cho các bạn xem. Khổ thật, để làm video cho các bạn là mình cũng phải nạp vào đây 100 bao nhiêu ca đấy, để thị phạm cho nó gọi là dễ đấy các bạn. Nên là các bạn đừng tiếc một nút like cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ mình với nhá. Thì nhân tiện đang ở trong cái bảng cài đặt tự động ấy, mình cũng sẽ chia sẻ cho các bạn luôn là sau khi họ mà lên được những cái trang bị mà từ cam trở lên rồi thì họ sẽ không set up trang bị tím nữa đâu. Tầm level 55 là sẽ không có set up trang bị tím nữa, mà sẽ để từ trang bị cam trở lên luôn. Và tiếp theo là họ sẽ để cài đặt ở đây hai cái thuộc tính, một là choáng, hai là bạo kích nha các bạn. Các bạn có thể thấy là cái chỉ số bạo kích này nó đánh cực kỳ thốn luôn. Và tiếp theo nữa là choáng nha. Bởi vì là chỉ có các bạn mà nông dân mà không có điều kiện ấy thì mới bị thiếu đam thôi. Chứ còn các bạn đấy mà có điều kiện rồi, sẵn sàng build vào những con kiểu như con ứng long rồi ấy, thì nó sẽ cực kỳ là đơn giản. Đi vượt ải này, đi đấu PK nó dễ dàng hơn rất nhiều. Thế cho nên là các bạn đấy thích chơi vào choáng này, bạo kích này. Có một số bạn thì chơi vào né. Mỗi lần bạo kích lên thì đi vượt ải sẽ giúp cho các bạn sẽ ok la hơn. Nhưng mình thì mình vẫn khuyên các bạn là nên chơi vào choáng và bạo kích hơn, chứ đừng chơi vào né nhé. Né thì nó chỉ khó chịu khi mà các bạn đi gọi là đi PK người với người thôi,
chứ còn đi vượt ải thì các bạn có thể là sẽ bị thiếu đam. Thế cho nên là mình khuyên các bạn nên build choáng và bạo kích là hợp lý luôn. Và có cái tăng tốc chặt thì mình sẽ cho các bạn xem luôn này. Đấy, chặt nhanh hơn rất là nhiều nha, khiến cho cái việc mà chờ đợi nó giảm đi. Thì thông thường là những cái bạn nào mà có điều kiện để nạp vào đây rồi, là những bạn cũng một cũng phải đi làm rồi ấy, thì người ta sẽ kiểu là tiết kiệm thời gian, không muốn nó mất quá nhiều thời gian. Thế thành ra là họ sẽ sẵn sàng đầu tư khoảng một vài trăm ở đây để nạp. Đấy là chuyện bình thường nhé. Đấy là mình chia sẻ cho các bạn như vậy. Chứ còn mình thì không khuyến khích các bạn là phải nạp nhé. Các bạn cứ chơi theo kiểu sở thích của các bạn đi. Các bạn thích cái chay là nạp gì thì kệ các bạn. Đấy, còn trong cái phần con chuột này thì chắc chắn là họ vẫn sẽ mua thêm một con chuột nữa. Nhưng mà có một cái lưu ý là họ sẽ không nhất thiết là phải mua con chuột thứ tư đâu. Bởi vì khi mà đã chơi vào choáng và bạo kích rồi ấy, thì cái em tiên hữu này này thì chỉ cần build vào em tiểu tử này thôi. Đấy, nó lại là ngon lành cành đào nha. Tại sao mình khuyên các bạn nông dân là nên mua chuột? Bởi vì là kiểu gì sau này mình không có những cái gói để cho chúng ta có thể có thêm đào ấy, thì chúng ta bắt buộc là phải dựa vào cái việc là đi sơi đào bằng mấy con chuột này này. Thì nếu như các bạn đầu tư 3 con chuột, à 4 con chuột ấy, thì các bạn sẽ có thêm tài nguyên là cái thứ nhất, để tránh bị cái việc là bị hết đào các thứ. Và cái thứ hai là các bạn cũng sẽ mở thêm được gọi là một công đôi việc, là một em hoa tưởng dung, là em tiên hữu phẩm SR, thì sẽ cho các bạn có thêm liên kích. Đấy là lý do tại sao mình khuyên các bạn nông dân nên chơi liên kích với bạo kích, vừa có thêm sát thương vừa có thêm chuột để đào tài nguyên là vì thế đấy. Còn các bạn pro thì các bạn sẽ build luôn ngay từ đầu là các em tiểu tử phẩm R này, có thêm bạo kích nha. Và cũng sẽ không quá quan trọng vào cái việc phải lấy bằng được cái em hoa tưởng dung này sớm nhất có thể nha các bạn, bởi vì họ là dân nạp mà. Bây giờ thì mình sẽ đi cái trấn yêu tháp để cho các bạn có thể xem sự khác bọt với cái em ứng lòng của nó sẽ như thế nào nha. Yo, yo, đánh cực thốn luôn. Đây là chưa phát huy được sức mạnh của em ứng long. Là khi nào mà lên ải cao cao thì các bạn sẽ thấy là cái em ứng long này nó có cái khả năng là kết liễu mục tiêu rất tốt, đặc biệt với những con boss nào mà nó có khả năng hồi máu các bạn. Bởi vì là khi các bạn build trang bị cũng sẽ thấy cái chỉ số hút máu đúng không? Thì đấy, nếu như mà nó cứ đánh được càng nhiều thì nó sẽ hồi được càng nhiều máu. Thế thành ra là sau 5 hiệp, con ứng long nó kết liễu được mục tiêu một phát là ok luôn. Tránh trường hợp là dây dưa những cái con nào mà đánh một hiệp một lần ấy, thì nó khỏe ở giai đoạn đầu game. Nhưng về late game, những con nào mà châu châu một tí có khả năng hút máu thì nó sẽ không kết liễu được, và khiến cho kẻ địch nó cứ hồi máu dần dần. Thế thành ra là lại thua ngược nha. Ok, nói chung là tựa game này nó sẽ có hai cái trường phái chơi giống như vậy. Thì các bạn nào chưa xem cái trường phái chơi cái chay nhớ tìm lại những cái video cũ nhá. Còn các bạn muốn mình làm thêm những nội dung gì về cái tựa game tiểu yêu tầm đạo này thì cũng có thể để lại comment ở bên dưới nha. Mình sẽ làm video để chia sẻ cùng với các bạn. Và các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh để cùng chơi game với mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.